Chiều nay, gara công ty ô tô An Thái trên đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ phát hỏa khiến nhiều nhân viên bỏ chạy tán loạn. Nhiều người dùng nước và bình CO2 tiến hành dập lửa, nhưng khói đen tỏa ra mù mịt khiến nhiều người bỏ chạy ra phía ngoài. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy quận Bình Tân điều 5 xe cùng 39 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiến hành dập lửa. Ít phút sau, đám cháy được dập tắt. Ghi nhận bước đầu vụ cháy không gây thương vong về người.